Vâng, xin chào mọi người đang xem video trên kênh âm thanh của Trường Phát. Tiếp theo trong video ngày hôm nay, giới thiệu đến các bác một quả loa xúc điện hàng bái nội địa Nhật mới về. Loa của hãng Yamaha, có model là SW100. Và đây là model khá cao cấp và chất lượng các bác nhé, rất đáng để chơi. Bác nào quan tâm có thể xem video để biết tình trạng cũng như là giá bán cho chiếc loa sub của hãng Yamaha này. Vâng, hàng bãi về thì em đã test HOK, nội thất còn nguyên zin, chưa qua sửa chữa. Đây, thương hiệu Yamaha, tên đầy đủ của nó là ASTWSW100. ASTWSW100. Hàng này chạy điện 100V. Các chức năng bên dưới của loa, đây là công tắc bật tắt nguồn power. Đây là đèn báo. Chút nữa em test thì bật nguồn lên nó sẽ sáng ở đây nhá. Đây là cắt tần đây, đó. Từ 40Hz cho đến 140Hz. Đó, các bác có thể tăng giảm tùy thích, đó, giảm xuống thì nó sẽ đánh nó sẽ êm sâu. Tăng lên thì tiếng bass đánh nó nghe nó rõ hơn, tùy các bác. Đó. Đây là volume, chỉnh to nhỏ cho xúc. Đây, mặt trước của loa với hai loa bass có đường kính là 18 cm các bác nhé, 18 cm, nhìn qua qua thì nó cũng tựa như là 20. Loa bass này với màng giấy và gân gân này thì đã được thay mới. Model này hầu như là trước nào về cũng phải thay gân. Gân tự nó bị hỏng, nó mủn các bác nhé. Lâu ngày thay để cho tiếng bass đánh nó sẽ bảo đảm. Vì model này cũng được sản xuất rất là lâu rồi. Không phải là những model đời mới sau này. Đó, các bác nhìn cái màng loa còn rất đẹp nhá. Đó. Dầu rốn còn nguyên zin đấy, ngoại trừ là thay gân mới thôi. Bên ngoài của loa có e căng bảo vệ rất là chắc chắn. E căng còn đẹp luôn. Lỗ thông hơi được thiết kế ngay ở phía trước khá là lớn. Thì đây là hai bát trên một thùng. Em sẽ đo kích thước của thùng loa. Loa có chiều cao là 56-57 cm. Và chiều sâu của loa là 36. Không tính ê căng. Vâng, về phần thùng loa thì cái phần phía trước đây đó, nó lâu ngày nó bị kém thì đã được xử lý lại các bác nhé. Các mép góc cạnh của loa có một số chỗ nó bị kém thì đã xử lý lại, đã keo lại và sơn đen lại cho các bác. Ở phía trước thì đậy e căng vào thì cũng không nhìn thấy những cái hạt này nhá. Đó, nhìn kỹ thì mới thấy thôi. Cơ bản là nó rất chắc chắn. Chắc chắn để cho các bác chơi. Thành vách ok. Vòng loa xúc đôi này cũng khá nặng các bác nhá. Thùng cao to, bên trong có phân tần, đã có bảng mạch và biến áp nguồn nên là cũng khá là nặng, hai bát, bát từ lớn. Đây là phía sau của loa. Phần lưng này đó là kim loại, đó là sắt các bác nhé.
Đây, thương hiệu Yamaha, một thương hiệu rất nổi tiếng về những dòng loa súc. Model là AST SW100. Dùng điện 100V và công suất tiêu thụ là 60W. Đây là các số series F01 5069 WI. Đó, bên sau được bắt rất nhiều ốc. Đây, toàn tiếng Nhật nhé. Loa này có thể sản xuất tại Nhật Bản. Đời đầu. Những đời sau này thì sản xuất tại Indonesia hoặc Malaysia. Đây là cái đường input rắc hoa sen, input số 2. Đây cắm từ em đang cắm ở đây, chút nữa để test bằng điện thoại cắm ở đây. Đó. Hoặc các bác có thể cắm vào đường input 2 nhé. Đấy, đấu từ âm ly vào đây để chơi đường input 2. À, đây input 1 và 2 đây, đó. Đây là output, đây là ra cái gì đây. Đây không phải là dùng cho loa tay đâu các bác nhé. Mà em không test cổng đấy. Các góc cạnh phía sau còn chắc chắn. Chỗ nào xấu thì bên em đã cho thợ xử lý ok. Làm đẹp chắc chắn để cho các bác về chỉ việc chơi nhé. Không phải nghĩ. Rồi em sẽ tiến hành tháo một củ loa ra để kiểm tra bên trong. Và đây em các bác lưu ý nhé, bên sau là nó bị mất hai cái rắc để kẹp dây loa đó. Tuy nhiên là bên này vẫn còn đầy đủ đây, các bác vẫn có thể chơi bình thường nhé. Đó, cái này chỉ là cái kẹp kẹp cái dây đấu ở đây ở bên thôi, hoặc các bác dùng cổng này. Đó, bên trên này thì không dùng đến. Đây, các bác có thể nhìn thấy nội thất bên trong của loa súp Yamaha. Đó. Đây là bảng mạch. Bảng mạch này thì được công suất là đánh hai con SK, hai con sò SK các bác nhé. Đây nó vướng cái lỗ thông hơi nên là nhìn thấy một con thôi. Hai quả tụ lọc nguồn. Quả chính hãng Yamaha. Đây là phần biến áp nguồn. Và có bông tiêu âm, bông nhật nốt ở bên trong. Đó, bên trong còn nội thất còn nguyên zin mọi thứ. Còn sạch đẹp. Và đây là củ loa bát. Loa bát này với thiết kế là bọc sắt ở bên ngoài. Chống rơi từ bên trong, có thể là từ kép. Từ bên trong chắc chắn là từ kép rồi, vì bên ngoài họ bọc sắt rất là lớn. Yamaha. Dòng loa này được sản xuất tại Nhật Bản các bác nhé. Đây các bác nhìn thấy là có chữ ký hiệu chữ JR ở đầu đây. Chữ JR có lẽ là có nghĩa là được sản xuất tại Nhật Bản. Mã số không phải là sản xuất Indo. Indo thì họ sẽ ghi Indonesia. Củ bát khá nặng. Đó, các bác có thể nhìn thấy cái dây côn này, dầu vẫn còn nguyên zin luôn. Loa súp thì bao giờ cái côn họ cũng thiết kế đặc biệt hơn là những dòng loa nghe nhạc, nó cho ra những cái giải bass rất là sâu. Đó. Chỉ là loa súp thôi nhưng mà cái mạch phần tần của nó cũng rất là nhiều linh kiện và chất lượng để cho ra tiếng súp hay. Ok, mình sẽ tiến hành test
nhạc cho loa. Và các bác lưu ý là về không nên tháo củ loa ra các bác nhé, vì sơ suất thì có thể chọc vào cái màng loa hoặc là gân loa nó rách. Đó, loa bao zin, tất cả cho các bác yên tâm. Rồi em sẽ test nhạc từ điện thoại nhé, cắm cổng jack hoa sen ở phía sau. Đây, bật nguồn lên, đèn báo đỏ sáng này. Ok, le đã đóng. Đó, bắt đầu đập rồi đấy. Tăng dần này. Cắt tần hết luôn này. Đó, khi vặn lên thì nó sẽ nghe tiếng bát, nó sẽ đập nó rõ hơn. Các bác đeo tai nghe vào mới cảm nhận được cái tiếng bát vì nó rất là trầm và sâu. Đây, mọi người có thể nghe thấy, nhìn thấy cái bát nó thu thò nhé. Đánh rất là êm, cực kỳ êm và sâu. Dòng loa này thì nó hợp với những bộ dàn để nghe những dòng nhạc nhẹ, nhạc trữ tình, nhạc vàng bolero. Nó rất là quyện vào. Đó, nó không bị thô hoặc là bạo lực như những dòng súp khác. Vâng, tiếng bass cho cảm giác rất là mềm và êm, nghe rất dễ chịu. Loa này hợp với những bộ karaoke ở trong gia đình hoặc là những bộ dàn nghe nhạc nhạc vàng nhẹ nhàng các bác nhé. Nghe không kém gì những chiếc loa súp có giá 5-6 triệu ở trên thị trường. Ok, chiếc loa súp này em sẽ bán với giá là 3 triệu 200, giá chưa bao gồm phí ship. Quả loa súp Nhật rất chất lượng. Bác nào thấy được thì liên hệ cho Trường Phát theo số điện thoại 0935 668 698. Em ở Đông Anh, Hà Nội, em ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện khi có cọc, bao zin, bao sống, mọi thứ cho các bác yên tâm. Và các bác xem kỹ trước khi liên hệ và xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.